chào anh chị. Thì giờ Bảo sẽ tiến hành test thử sản phẩm máy cắt nhôm Daken 255 nha. Con này nó về cũng khá là lâu rồi nhưng mà Bảo không giới thiệu. Đó, thứ nhất á, thì công tắc nó sẽ có cái an toàn á, mình xài sướng lắm. Đó, Bảo đề ba cho quý anh chị mình xem luôn, rất là êm này. Đó, cực kỳ nhẹ nhàng luôn nha. Lúc mà anh chị mua về á thì nó sẽ không hề có lưỡi được gắn vào đây, nhưng mà Bảo sẽ tặng cho anh chị là một lưỡi cắt nhôm nha. Mức giá hôm nay là 1.750.000. Đó, mình gắn này, lưỡi Makita này, Bảo gắn vào đây rồi á. Test cho nó nhanh là 1.750.000, bao ship có lưỡi luôn. Còn nếu mà không có lưỡi này thì mua máy không là sẽ trừ cho quý anh chị là 200.000. Rồi, mình mua máy về á, thứ nhất là mình phải xẻ cái đường này, Bảo sẽ tiến hành xẻ luôn. Âm thanh quá êm luôn. Rồi khoan, mình phải rút cái phần mà an toàn này ra. Đó, xẻ nha. Đó, lắc cắt ra khá là mịn luôn. Cắt vào nhôm á, nhưng mà Bảo cũng không có chuẩn bị nhôm luôn. Tại mùa dịch á thì Bảo mua cũng không có hề ra luôn. Đó, vòng tua lớn nên là cắt nhôm nó khá là nhẹ nhàng. Còn đây thì nó còn thêm một nhu cầu là anh chị cắt gỗ nhá. Cắt gỗ nó cũng đơn giản cực kỳ à. Đó, lắc cắt ra thì khá là mịn luôn nha, rất là mịn, không hề bị cháy luôn. Mà cắt ra lại dài này, dài mười mấy luôn, 12 luôn á. Đó, lắc cắt mịn lắm, cắt nhẹ nhàng vô cùng. Cái này mà làm gỗ với là làm nhôm thì hết sảy phần chê luôn. Quá là ngon. Lưỡi này nó rất là ngọt nha, không làm cháy. Với là lúc anh chị mình á đi lên, nó có cái phần gắt te nó khá là an toàn, thấy không? Lỡ tay nó đụng vào cũng không sao. Rồi, thứ hai là mình có thể là gốc này, mình bóp cái này mình quay qua 45. Đó, chuẩn cực kỳ luôn. Mình cũng phải trừ hao ra một tí xíu. Khá là nhẹ nhàng. Rồi, lúc mà mình ráp lại nha, mình ráp lại cái phần này thì nó cũng không có nhôm ráp, nhưng mà nói chung là nó không hề bị méo vanh gì hết luôn. Đó, chính xác là hai bên, chính xác từng ly từng tí luôn. Làm nhôm chuyên nghiệp là mình lấy con này về xài, nó khá là nhẹ nhàng luôn, cắt đơn giản cực kỳ luôn. Đó, khá nhẹ nhàng luôn. Đó, mình ráp phần này nó cũng phần khác này, nó cũng chính xác. Hai khúc khác nhau cũng khá chính xác. Đó, với mức giá là cắt nhôm thương hiệu Daken, với mức giá là 1.750.000 thì Bảo sẽ vào giới thiệu sơ về thông số kỹ thuật máy cho quý anh chị mình xem luôn. Rồi mình tham khảo, mình đặt hàng. Đó, thứ nhất á, là anh chị sẽ thấy là thương hiệu Daken này là công nghệ của Nhật, nhưng mà nó xuất xứ đi cũng khá là nhiều nước trên thế giới luôn. Những nước nào á, mà đang phát triển là nó sẽ du nhập đến nha. Chẳng hạn như là Việt Nam mình, công suất thì lên đến là 1.850W luôn, xài điện 220 đến là 240V 50Hz này. Vòng tua thì lớn cực kỳ, lên đến là 5.000 vòng trên 1 phút. Lưỡi là lưỡi phi 255 nha, mình cắt nhôm là tầm khoảng tối đa là 12, cao thì nó tầm là 10 phân á, đổ lại nha. Model máy là D255B nha. Con này là nó xài công suất lớn nên là cắt nó khá là nhẹ nhàng luôn. Đó, cái phần bên này thì nó sẽ có là dây đồng 100% nè. Cắt độ người ta ghi là 45 là chính xác cực kỳ cao. Motor là motor chổi thang nha, bảo hành chính hãng 6 tháng. Công nghệ là công nghệ của Nhật nhưng mà sản xuất lắp ráp tại Trung Quốc. Rồi, lúc mà anh chị mua về á, thì nó sẽ có một túi hứng bụi thì mình gắn vào đây, là nó bụi không có bay tới mình. Đi kèm là nó sẽ có là thước đo này, thước đo để mình canh góc 45 xem nó chính xác không. Một thang zin secure của thương hiệu Daken, và đặc biệt á, là cái khóa để mình thay lưỡi cắt nhôm và cắt gỗ, thì hai cái này nó xài chung luôn nha, cũng được luôn. Rồi mình đi vào thiết kế thì con này nó cũng khá là nhỏ gọn cực kỳ luôn. Đó, phần thân máy thì bằng hợp kim nhôm, nó rất là dài nhá, lên đến là chiều dài là một phân mấy luôn á, rất là dài luôn. Bên trên thì công tắc an toàn, mình bóp như thế này là không được, mình phải đè cái này xuống rồi mình bóp chạy. Xài dây cu roa nè, rất là êm. Phần đế thì cái phần mà người ta ghi chữ này á, là nó đúc nổi lên trên luôn cho độ chính xác nó cao nhất có thể nha.
Nhôm thì nó khá là bóng, phần này là anh chị tự xẻ ra. Đó. Về phần dây nguồn thì con máy đa can này nó cũng có dây nguồn là cũng vừa phải thôi. Chiều dài dây là 1,5 m nhá. Đó, bảo tháo ra luôn. Chiều dài dây là 1,5 m. Đó, dài tầm này á, đo luôn. 1,5 m nhá. Rồi bên thân máy thì nó bằng nhựa nè, nhựa cao cấp, thương hiệu đa can, thương hiệu của Nhật á. Thiết kế dây rất là liền lạc, nói chung là nó xếp dây gọn gàng cực kỳ luôn. Bên trên này là thông số và thương hiệu đa can, chữ nổi nó dán trên phần nhôm này luôn. R là độc quyền nha. Đó, phần đế này nói chung là nhìn là cũng khá là ưng ý luôn. Với mức giá nó cũng vừa phải cho quý anh chị mình xài trong nhu cầu mà nó mùa dịch khó khăn này nha. 1.750.000 là có lưỡi. Nhưng mà nếu anh chị mà có lưỡi ở nhà rồi, hoặc là mình mua lưỡi khác cũng được, thì mức giá không lưỡi nó chỉ còn là 1.550.000 thôi. Đó, một mức giá khá là hợp lý. Công suất cao nè, bảo hành chính hãng 6 tháng, công suất lên đến là 1.800W. Đó, anh chị nào mà có nhu cầu sắm một con máy cắt nhôm xài thợ chuyên nghiệp nha. Gia đình thì mình cắt gỗ, cắt nhôm chơi chơi, chứ con này là chủ yếu là xài thợ thầy, xài nhu cầu á, mà làm công trình thì mình lấy con này cũng đáp ứng cho mình xài độ chính xác cao nha, cho mình xài thợ thầy cắt nó đẹp hơn. Đó, thì hôm nay Bảo chỉ giới thiệu một con máy cắt nhôm này thôi, cũng không có nhôm cắt thử cho quý anh chị mình xem. Tại mùa dịch nó khó khăn về nguyên liệu, Bảo mua không ra nha. Rồi, video tới đây thôi, Bảo cũng xin kính chào anh chị nha. Đó, xem xong thì nhớ ủng hộ Bảo một đăng ký kênh với là một like. Rồi, Bảo xin kết thúc video tại đây.